tất cả quý vị và các bạn cùng với những người chơi của chúng tôi đang đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào. Và trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là đêm nhạc của giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Một vị khách mời đặc biệt sẽ mang tới những phần trình diễn vô cùng hấp dẫn dành cho quý vị khán giả. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Uyên Linh. Biểu diễn vừa rồi ai là người nhỉnh hơn so với các bạn còn lại? Có lẽ là Thủy Tiên. Ghi lại trong bộ nhớ một tí nữa, mà nếu mà Thủy Tiên không phải là người có số điểm cao nhất thì loại nha. Nếu như mà em mà làm cái máy phân tích giọng hát thì chắc là chọn chị Khả Linh. Chọn là nhắm trong tầm ngắm đó. Chúng ta nghe có thể là thấy là bạn hát hay nhất, bạn hát tốt nhất, nhưng chưa chắc là bạn đã bám sát với phiên bản gốc nhiều nhất. Ngay bây giờ sẽ là kết quả. Một tuần nữa đã trôi qua, rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Cùng Hát Lên Nào. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói. Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thề bước mơ. Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước và lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Đây là Thanh Duy, anh nhạc Big Stage và những người chơi của chúng tôi. Xuân đến với đời, này anh ơi xin người chớ lo vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi về biển lớn. Cùng với những người chơi của chúng tôi đang đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào. Và trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là đêm nhạc của giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Chị Lưu Thiên Hương đã đồng hành cùng với chương trình Cùng Hát Lên Nào từ đâu tới giờ, và mỗi tập như vậy chị ấy đều mang tới phần âm nhạc rất tuyệt vời. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn mang tới một đêm nhạc với những ca khúc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và những người chơi của chúng tôi ở đây, em hãy giới thiệu về mình cho quý vị khán giả được không ạ? Dạ em chào anh Thanh Duy ạ. Em tên là Ngân Lưu, hiện tại em đang kinh doanh nhạc cụ ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bước trên con đường hoa. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Ngân cũng đang có những cái bài hát sáng tác cho riêng mình và đang cố gắng để mà biến nó thành một cái sản phẩm để cho tất cả mọi người cùng đón nhận. Ngân hơi có thể là hơi tham một xí, nhưng mà Ngân muốn mình có thể tự làm mọi thứ cho bản thân mình đó. Ví dụ như hiện tại Ngân muốn tự mình sáng tác, tự mình phối khí hoặc là tự mình thu âm, và nếu được thì muốn tự mình làm một chiếc video cho chính mình luôn.
chiến thuật của Ngân khi mà đến với Cùng Hát Lên Nào đó chính là đầu tiên là mình phải thuộc lời, hát đúng tông và đặc biệt là phải hát giống với bản gốc. Trong trường hợp mà Ngân rơi vào vùng nguy hiểm thì có lẽ là Ngân sẽ phải loại một người mà Ngân cảm thấy là bạn đó có ít khả năng tiến xa trong âm nhạc ấy. Khá là hồi hộp nhưng mà Ngân sẽ cố gắng hết mình. Mọi người hãy cùng đón xem Ngân và các bạn thí sinh khác tại Cùng Hát Lên Nào nhé. Thật ra cái duyên mà em đến với nhạc cụ cũng bởi vì em thích hát ấy. Có nghĩa là đôi khi nếu mình quá phụ thuộc vào người khác thì nó hơi tốn thời gian thôi, tự đàn tự hát nhanh hơn. Hy vọng là ngày hôm nay em sẽ gặp nhiều may mắn ở trong Cùng Hát Lên Nào nha. Dạ em cảm ơn. Bạn váy đỏ bên kia đi ạ, em hãy giới thiệu về mình với quý vị khán giả đi ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Mai Anh, năm nay em 21 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Mai Anh và hiện tại mình đang là sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ước mơ trở thành ca sĩ thì nó khát khao cháy bỏng trong mình, nhưng mà ngay từ lúc đầu thì gia đình không hề ủng hộ mình. Ba mẹ đã ngăn cản rất là nhiều, nhưng mà bằng một khát khao và đam mê thì mình đã tự mình thi vào trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Mình nghĩ đó là bước đầu tiên để mình có thể chứng minh được cái khả năng và cũng như đam mê của mình với gia đình. Và anh được các đàn anh, đàn chị đánh giá là có thể hát được tốt pop rock, pop ballad hoặc là ballad. Cùng Hát Lên Nào sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để mà anh có thể thể hiện tài năng của mình trên một sân khấu thật là lớn như này. Và mọi người hãy cùng đón xem phần biểu diễn của anh tại Cùng Hát Lên Nào nha. Ở đây tôi thấy vẫn còn một cô gái váy đỏ nữa rất là xinh xắn. Bạn hãy giới thiệu về mình đến quý vị khán giả đi ạ. Em tên là Nguyễn Thúy Tiên, năm nay em 18 tuổi và hiện cũng đang là sinh viên tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thúy Tiên, năm nay mình 18 tuổi. Hiện tại mình đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời mình cũng là một ca sĩ tự do. Sở trường của mình là pop ballad và bán cổ điển. Để miêu tả về bản thân mình thì ba từ khóa đó chính là chuyên nghiệp, kỹ thuật và kiến thức. Về chuyên nghiệp, do bản thân mình xuất thân từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên mình sẽ được học về cách xử lý sân khấu. Về kỹ thuật, tại trường chúng mình sẽ được học về những kỹ thuật nền cơ bản để từ đó bản thân mình có thể tạo nên được chất riêng của mình. Đối với một ca sĩ, mình không chỉ chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có giọng hát, mình có vẻ bề ngoài, mà mình còn có cả nền tảng kiến thức. Và hiện tại mình đang rất tự tin và phấn khích để chuẩn bị bước lên sân khấu của Cùng Hát Lên Nào. Mong mọi người hãy đón xem một phiên bản mới của mình trong năm 2022 nhé. Hy vọng là em cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Em hãy giới thiệu về mình cho tất cả các bạn khán giả được không? Xin chào anh Thanh Duy và xin chào tất cả khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Mình là Khả Linh và hiện tại đang là ca sĩ tự do. Chào mọi người, mình là Hoàng Khánh Linh, nghệ danh Khả Linh và mình yêu màu tím. Khả Linh hiện tại đang là ca sĩ tự do và mình đã từng tham gia những cuộc thi như là X Factor, Việt Nam Got Talent và Sing My Song. Sở trường âm nhạc của Khả Linh thì trước giờ Khả Linh vẫn theo đuổi dòng nhạc pop ballad. Và sắp tới thì Khả Linh sẽ thử sức mình với những cái dòng nhạc êm đềm và sâu lắng hơn như dòng nhạc trữ tình. Ở trong con người của Linh cũng có khá là nhiều nhân cách. Để mà nói Linh cá tính thì cũng cá tính, nhỏ để nói ngọt ngào cũng rất là ngọt ngào, nhưng hoạt bát cũng hoạt bát và đôi khi cũng rất là suy tư. Những ngày rảnh rỗi, Khả Linh thường chọn cho mình một quán cà phê yên tĩnh để thưởng thức một cuốn sách hay. Từ khi sở hữu điện thoại Galaxy S21 FE 5G, việc lưu giữ những khoảnh khắc bình yên trong ngày nghỉ của Linh thật là dễ dàng với chức năng chụp ảnh rảnh tay. Khi đi một mình thì Linh vẫn có thể tự chụp được những bức ảnh thật là lung linh, vì chỉ việc tạo dáng, còn lại đã có chiếc giấy yêu lo. Những khoảnh khắc bình yên nhất của mình được ghi lại nhờ chức năng siêu xịn này thì thật là tuyệt vời đúng không cả nhà? Đúng là việc gì khó đã có giấy yêu lo. Ngay khi mà Linh được nhận một lời mời để tham gia chương trình Cùng Hát Lên Nào, Linh đã cảm thấy rất là vui được gặp gỡ và giao lưu với cả cái bạn rất là trẻ, trẻ hơn Linh rất nhiều tuổi nữa. Mọi người ơi, hãy cùng lắng nghe Khả Linh trên chương trình Cùng Hát Lên Nào. Còn em thì sao, cô gái còn lại? Em là người cuối cùng ở đây, hãy giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em chào anh Thanh Duy ạ. Em tên là Bùi Dương Khánh Hà và hiện tại em đang là ca sĩ và em đang công tác tại Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Bùi Dương Thái Hà và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Và công việc chính của mình là ca sĩ tại nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam. Mình rất là mong muốn sẽ có thêm những cái sản phẩm âm nhạc mang cái màu sắc cá tính riêng của mình hơn, những cái màu sắc âm nhạc mới hơn gửi đến tất cả quý vị khán giả. Đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào thì tập của mình sẽ là chủ đề những ca khúc của chị Lưu Thiên Hương, khách mời là ca sĩ Uyên Linh. Và mình thật sự rất là hồi hộp và rất là vui khi mà được biết rằng khách mời là chị Uyên Linh, vì đó là một ca sĩ, là một người đàn chị mình rất là hâm mộ và rất là yêu cái âm nhạc của chị ấy. Hy vọng rằng là trong cái đêm nhạc sắp tới của bọn mình thì mình sẽ có thể có cơ hội được gặp gỡ và được hát song ca cùng với chị Uyên Linh. Mọi người hãy cùng chờ đón đêm nhạc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và cùng ủng hộ cho mình cũng như các bạn cùng chơi nhé. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.